Không nên gọi các món ăn cay. Em bây giờ ăn các món cay không phù hợp. Anh ăn món của anh, em ăn món của em. Có phải em giận anh nên mới chọn Nguyên Bảo là bạn trai của em không? Anh đừng tự cao tự đại quá. Anh không đáng để em dành nhiều thời gian và công sức để giận dỗi hay trả thù đâu. Anh thực sự cho rằng một cô gái có thể dành 10 năm để yêu anh, dành thêm 10 năm để hận anh, rồi cuối cùng dành 10 năm nữa để nhớ thương anh ư? Xin lỗi nhé. Bây giờ kiểu đó không còn thịnh hành nữa rồi. Lý do em chọn anh ấy làm bạn trai cũng giống như lý do ngày trước em chọn anh vậy. Nhưng Nguyên Bảo, nếu cậu ta nói với anh rằng em không muốn anh đi, hồi đó nhất định anh đã không đi. Anh cứ tưởng em lạnh nhạt với anh chỉ vì giận dỗi chút thôi, chứ thực ra trong lòng em mong anh sớm trở về. 3 năm. 3 năm mà em chỉ có thể giận dỗi chút thôi ư? Nếu anh thực sự yêu em như anh nói, thì ngay từ đầu anh đã không nghĩ đến chuyện đi học chuyên tu 3 năm rồi. Bây giờ thì ai cũng biết 3 năm có nghĩa là gì. Nhưng giờ anh đã trở về, chúng ta có thể làm lại, muộn rồi. Từ giây phút anh quyết định ra đi, đối với em, đó là sự chia tay thực sự. Còn chân thực hơn cả 100 lần câu nói chia tay. Được. Nhưng có thể không phải là Nguyên Bảo không? Bây giờ em đã biết cậu ta có vấn đề. Cậu ta đã lừa dối 2 chúng ta. Em không phải là giáo viên chủ nhiệm. Em đâu cần quan tâm anh ấy có vấn đề gì. Em chỉ quan tâm anh ấy có tốt với em không. Cho dù bây giờ em có bỏ đứa bé này, cũng không ảnh hưởng đến chuyện Nguyên Bảo là bạn trai của em. Có thể sau này bọn em sẽ chia tay vì nguyên nhân khác. Nhưng nếu bây giờ anh muốn chia rẽ quan hệ giữa em và Nguyên Bảo thì xin lỗi nhé. Có thể anh sẽ chỉ đồng thời mất đi 2 người bạn thân nhất của anh thôi. Thôi được. Anh không có ý chia rẽ. Anh chỉ muốn cho mình thêm một cơ hội. Nhưng nếu câu trả lời của em là như vậy thì anh chấp nhận. Nhưng xin em cho phép anh ở bên cạnh em. Anh muốn nhìn thấy lựa chọn của em thực sự có thể đem lại cho em hạnh phúc. Được không? Bọn em sẽ hạnh phúc. Em ăn được chưa? Em đói lắm rồi. Em ăn đi. Vào đi. Tổng biên tập, đây là chuyển phát nhanh của chị. Em về đây nhé. Tổng biên tập, hôm nay bọn em đều đang suýt xoa cái túi của chị đẹp quá. Cũng tạm được. Trong nước may ra chỉ có vài cái. Chắc đắt lắm ạ. Mất 10.000 tệ thôi. Sau này biết đâu cô cũng có thể dễ dàng mua một cái. Lúc nằm mơ thì em cũng từng mua được vài cái đấy. Tổng biên tập, chiều mai em xin nghỉ nửa ngày được không? Em bị sâu răng khôn bên hàm trái, em phải đi nhổ. Đang kỳ kinh là không được nhổ răng đâu đấy, em không trong kỳ kinh ạ. Ngày 5 tháng trước, hôm tổng giám đốc Đặng đến, cô ôm túi trường nước nóng kêu bụng khó chịu còn gì. Em thường xuyên bị... Không phải cô có thai đấy chứ? Không ạ, em không có thai. Những chuyện như thế này, tốt nhất cô không nên giấu tôi. Cả tòa soạn đều biết, ở đây tôi ưu ái cô nhất. Đừng để tôi vừa đề bạt cô lên trợ lý giám đốc xong đã phải cho cô đi nghỉ thai sản. Hay là cô muốn tiếp tục quay về làm lễ tân chạy việc vặt đến tận khi 40 tuổi, rồi có khi còn bất ngờ phát hiện chồng có bổ nhí. Đến lúc đó, ngay cả dũng khí ly hôn và vốn liếng cô đều chẳng có. Em không muốn có con đâu. Dù có cũng không sinh. Nhớ lời cô nói đấy. Tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng.
Vì cứ nhìn thấy cô là tôi nhìn thấy tinh thần của tạp chí Người Đẹp chúng ta. Được rồi. Duyệt cho cô nghỉ phép. Cảm ơn tổng biên tập. Cho chị đi nghỉ, đi nổ răng rồi hả? Chị có linh cảm không hay? Chị cảm thấy sớm muộn gì cũng chết trong tay bà ấy thôi. Chỉ cần không có thai, những việc khác chị xoay sở được hết mà. Chị chỉ đi nổ răng thôi mà. Phải, chỉ nhổ răng thôi mà. Cô cho tôi hỏi, đây có phải tạp chí Người Đẹp không? Này, có ai hỏi chị thì bảo chị đi vệ sinh nhé. 15 phút nữa gọi điện cho chị. Nói gì? Nói gì cũng được. Bác tìm cháu ạ. Bác có thể mời bác sang bên này. Bác không uống cà phê. Sữa ạ. Cảm ơn cháu. Chuyện của hai đứa, Nguyên Bảo đã nói với bác. Là một người mẹ, bác nên xin lỗi cháu. Bác đã không dạy dỗ tốt con mình. Thế nên hôm nay bác đến đây muốn bàn bạc với cháu xem chúng ta có thể làm gì. Bố cháu không sao rồi ạ. Bố cháu đã về nhà, chỉ là khám bệnh thôi. Bố cháu có bảo hiểm nên cũng chẳng đến mức nói chuyện bồi thường. Bố cháu sao vậy? Không phải chuyện bố cháu ư? Bác muốn nói chuyện cháu mang thai. Chuyện đó Nguyên Bảo đã nói với bác rồi ạ. Tuy lần trước chúng ta gặp nhau đã có chuyện không được vui vẻ, nhưng Nguyên Bảo đã giải thích rất nhiều. Lần trước có chút hiểu lầm ạ. Trông cháu bề ngoài đơn giản bộc trực, nhưng bạn bè đồng nghiệp đều cảm thấy cháu là người tốt. Có thể là như vậy. Bác cũng không phải là người mẹ hẹp hòi. Tuy lần trước gặp nhau, bác thực sự cảm thấy cháu có nhiều điểm không hợp với nhà bác. Nhưng bác nghĩ chúng ta có thời gian, hai bên có thể làm quen dần. Nhất là sau này cháu có con rồi, để làm gương cho con, bác nghĩ cháu sẽ dần thay đổi. Bác à, cháu nghe bác nói hết đã. Hôm nay bác muốn nói vài nguyên tắc cơ bản. Nếu cháu đồng ý... Bác à, cháu xin phép nói thẳng. Thứ nhất, bây giờ cháu chưa muốn kết hôn. Thứ hai, cháu không muốn sinh đứa con này. Cháu không muốn sinh đứa bé ư? Vậy cháu muốn làm gì? Cháu muốn được như bây giờ. Muốn làm gì thì làm. Vẫn còn quá sớm để kết hôn. Ít nhất phải đến khi 30 tuổi thì cháu mới tính. Vậy cháu ở bên Nguyên Bảo vì mục đích gì? Yêu đương ạ. Nếu vài năm nữa hai đứa vẫn còn yêu nhau thì lúc đó có thể sẽ tính đến chuyện kết hôn. Lại còn vài năm nữa. Bác hy vọng Nguyên Bảo nhà bác yêu thương nghiêm túc, sau đó kết hôn. Nó cũng có suy nghĩ như thế. Nếu cháu không muốn kết hôn thì đừng làm nó lỡ sở. Bác à, chuyện yêu đương đâu có giống như xem phim. Không phải muốn đi là đi được. Bác biết Nguyên Bảo không thể muốn đi là đi được. Nên hôm nay bác đến thực ra là có chuẩn bị một chút. Chuẩn bị gì ạ? Cũng phải bù đắp cho cháu một chút. Hay là cháu về nhà bàn bạc với bố mẹ cháu. Bác gửi cháu 100.000 tệ. Cháu thấy đủ không? Bác tưởng cháu đang đòi tiền bác ư? Bác ạ, bây giờ là thời đại nào rồi? Ai còn đem chuyện có thai, sinh con ra mà tống tiền nữa đâu? Đừng nói bác cho cháu 100.000 để cháu rời xa Nguyên Bảo và không sinh đứa con này. Dù bác có cho cháu 1.000.000 tệ để lấy Nguyên Bảo và sinh đứa con này, cháu còn phải suy nghĩ cơ. Bác yên tâm, chuyện của cháu sẽ tự lo. Bác cứ giữ số tiền đó, sau này dùng để lấy vợ cho Nguyên Bảo nhà bác.
bọn trẻ các cháu bây giờ suy nghĩ thế nào vậy nhỉ? Cháu vừa bảo với bác rằng không thể muốn đi là đi được, chẳng phải là ý đó sao? Bác à, bây giờ cháu phiền bác hãy canh chừng con trai bác cho chặt. Đừng tự tiện đến nhà người khác, dọa người già cả trong nhà, nhất là với người không chịu nổi cú sốc lớn như bố cháu. Vậy được, không vấn đề gì. Lại là cậu à? Chú ơi, lần trước cháu đã làm chú sợ, nên hôm nay cháu tới thăm chú. Không có chuyện gì tệ hơn đâu. Cô đâu rồi ạ? Bà ấy sắp về. Vậy thì tốt quá. Chú ơi. Chú. Chú làm sao thế? Chú làm sao vậy ạ? Alo, Tổng Giám đốc Tôn, tìm tôi có việc gấp phải không? Được, tôi về ngay. Xin lỗi bác, cháu phải quay lại làm việc, cháu đợi chút đã. Bác à, việc của cháu sẽ tự giải quyết. Chú nhìn nhá. Cái này kẹp ngón trỏ bên này, còn cái này kẹp vào ngón trỏ bên này. Sau này khi cháu cắm điện, dòng điện kích thích sẽ giúp thải độc. Tại sao chúng ta phải thải độc? Chú nghĩ xem, bây giờ thịt lợn không được ăn, thịt bò, thịt gà, thịt vịt cũng không được ăn. Thực phẩm biến đổi gen cũng xuất hiện rồi. Vì sao không được ăn? Vì chúng đưa vào bụng toàn chất độc, những chất độc không đào thải được ra ngoài. Nó tích tụ bên trong sẽ sinh bệnh, vì vậy chúng ta cần thải độc. Thứ này rất thích hợp để cô chú dùng. Hạ Băng cũng dùng được. Cô ấy đang có thai, dùng cái này càng tốt. Nguyên Bảo, nói thật là ban đầu chú chẳng ưa cháu, nhưng bây giờ chú rất vui thấy cháu quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Cháu lúc nào cũng quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Vì sao ạ? Cháu bây giờ chưa tới 30, nhưng với kinh nghiệm sống có hạn của mình, cháu hiểu ra một điều rằng sự nghiệp không phải quan trọng nhất, công việc không phải quan trọng nhất, học hành, quan hệ xã giao càng không quan trọng. Vậy cái gì quan trọng nhất? Sinh mệnh quan trọng nhất, sức khỏe quan trọng nhất. Đúng, 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 đúng. Câu nói này đúng là câu chú thường nói đấy. Mẹ Hạ Băng bảo chú suốt ngày lo lắng không đâu. Cháu xem, bà ấy bị cảm cúm, không chịu đi khám. Bị đau dạ dày, không chịu đi khám, tự mua thuốc uống. Không được. Rất có thể bệnh nhẹ tích tụ thành đại họa. Triệu chứng của một căn bệnh nan y nào đó ban đầu có thể chỉ đơn giản thế thôi. Cháu nói quá đúng, đúng không chú? Nếu cháu đi khám sớm, thì chỉ cần hóa trị hay phẫu thuật gì đó là có thể giữ được mạng sống. Còn nếu đi khám muộn, bác sĩ phanh bụng ra xem, rồi lại khâu lại, bảo với mình rằng muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Cháu xem như thế thì, theo cháu, nhà mình không được để đến mức lên bàn phẫu thuật, hay phải hóa trị rồi mới ý thức được tính mạng là quan trọng, sức khỏe là quan trọng. Cháu nói quá đúng. Bà về rồi à? Nguyên Bảo đến đấy. Cháu chào cô. Cái thằng này thế mà am hiểu cuộc sống lắm. Bà có chuyện gì muốn nói với nó phải không? Nào, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cô ơi, cháu mua tặng cô một đôi giày múa màu đỏ. Không biết cô có thích không? Nguyên Bảo, nếu trước đây cậu hiếu kính với tôi như vậy, tôi mừng còn trả hết. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi đã hỏi Hạ Băng rồi. Cậu ngồi đi. Nào, cháu ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Chúng ta nói tiếp chủ đề hôm trước, nói tiếp chuyện bù đắp. Cháu muốn bù đắp. Cháu nguyện dành cả cuộc đời, dành hết tất cả mọi thứ cháu có để bù đắp. Vấn đề là
con gái cô không muốn. Hạ Băng rất ưu tú, điểm nào cũng tốt. Nói thật là về phần cháu có lẽ còn chút thiếu sót này kia. Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Cô chú cũng biết, có người giàu có hơn cháu, có người đẹp trai hơn cháu, cũng có người thành công hơn cháu. Vậy cháu có gì nào? Cháu chẳng có gì cả. Nhưng cháu có một thứ. Cháu tin rằng cháu yêu cô ấy hơn tất cả những người khác. Có những chuyện chú biết là cháu không muốn nói. Cháu không giỏi thể hiện tình cảm. Chú hiểu cháu mà đúng không? Có những chuyện cháu chỉ nói chuyện chứ không nhằm vào ai cụ thể nhé. Dù có thế nào, cháu cũng không bao giờ nói anh phải ra nước ngoài học. Anh có thể không về được ngay. Em cứ ở nhà đợi anh. 3 năm, 5 năm em cũng phải đợi anh. Cháu không thể làm chuyện đó. Nó đang nói bảo soái đấy. Tôi biết. Cậu nói tiếp đi. Cháu nói xong quan điểm rồi ạ. Vậy cậu định sẽ cưới nó? Nếu cô chú đồng ý, cháu có thể đi đăng ký ngay hôm nay. Đứa bé thì sao? Mẹ cháu về hưu rồi, có thể ở nhà trông cháu. Nhà cửa càng không có vấn đề. Nhà cháu không phải là rộng nhất, nhưng dù chúng cháu sinh 2-3 đứa nữa cũng vẫn đủ chỗ cho bọn trẻ chạy nhảy. Nếu cô chú đồng ý, chúng cháu sẽ tổ chức lễ cưới ngay. Đám cưới tổ chức thế nào xin nghe ý cô chú. Tóm lại sẽ không để cô chú mất mặt ạ. Ông ạ, ông nói đi. Vâng, ý kiến của chú rất quan trọng. Tốt nhất là nên sinh đứa bé. Nếu bỏ đi sẽ không tốt cho sức khỏe, mà có thể để lại di chứng sau này. Đúng ạ. Nguyên bảo, cô vốn không muốn Hạ Băng kết hôn, sinh con sớm như vậy. Vì cô đã trải qua nỗi thiệt thòi của việc sinh nở sớm. Cháu xem cô bây giờ, muốn bù đắp cũng không kịp. Vì thế, cô luôn dạy con gái. Hạ Băng à, trước năm 35 tuổi, hãy hưởng thụ cuộc sống, hãy tận hưởng cuộc đời của con. Phải, giờ hưởng thụ ra vấn đề rồi còn gì. Nguyên bảo, lần này coi như cháu đã nhặt được một cái ví to rồi. Mẹ cháu biết rồi chứ? Mẹ cháu vui lắm, cười không ngậm được miệng đúng không? Vâng, vâng, vâng. Cái bụng không đợi người, nên cần chuẩn bị gì phải chuẩn bị ngay. Thế nên cháu mới vội vã thế này. Đôi giày này khi nào hai đứa cưới cô sẽ đi. Lễ cưới sao bà lại đi giày múa? Ông chỉ nói vớ vẩn. Lễ cưới chúng nó, tôi phải thể hiện tài năng chứ. Nếu không, tôi tập luyện bao lâu thế để làm gì, đúng không cháu? Vâng, 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 vâng. Nguyên bảo này, cháu nói với mẹ cháu xem lúc nào bố mẹ hai bên nói chuyện, ăn bữa cơm. Mẹ cháu rảnh rỗi mà. Khi nào ăn cơm, xin nghe theo lệnh cô chú. Chuyện này chúng ta quyết định rồi nhé. Dù Hạ Băng nói thế nào, cũng quyết như vậy. Con cảm ơn mẹ. Cháu làm gì vậy? Mẹ ư, trời ạ. Chú không vội. Kìa kìa, quay sang đi. Con cảm ơn bố. Bố hả? Con cảm ơn bố. Thôi đứng lên, đứng lên. Trời, đôi giày hợp quá, hợp đúng không? Vậy vứt đôi cũ đi, đừng vứt, con dùng được mà. Em về bây giờ đây, anh chuẩn bị nhé. Về nhá, tạm biệt. Các cậu đi đâu vậy? Ariana nghe thấy Lý Mặc Sầu gọi điện cho chồng nói là về nhà lúc con. Hôm nay mới là ngày mấy? Chắc là uống thuốc nên ngày không chuẩn. Bình nghe nói uống thuốc sẽ bị rối loạn nội tiết, nên nắng mưa càng thất thường đấy. Trời ạ, chồng chị ấy là người thế nào mà truyền gọi lúc nào là đến lúc đó vậy? Bình nghe nói là dân chơi chứng khoán. Nghe đồn là chị ấy và vợ cũ của ông ta từng đánh nhau to đấy. Không phải chứ? Các cậu về thật. Thế lỡ Lý Mặc Sầu quay lại thì làm sao? Yên tâm, lúc chị ta làm đại sự, động đất cũng không dừng lại. Khoan đã, vậy nếu chị ta gọi điện tìm các cậu thì sao? Lúc làm việc ấy thì phải tắt máy. Cậu sợ chị ta tìm cậu ư? Chị ta sợ cậu tìm thì có hết, tạm biệt nhé. To gan quá.
Thị trường sẽ giảm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ năm. Mở cửa phiên giao dịch thứ sáu sẽ giảm 9%. Không phải 5%, cậu không nhìn thấy à? Hôm nay mới tăng một tí mà cậu đã định thò tay ra à? Phải kiên nhẫn, người anh em. Kiên nhẫn, chuyện nhỏ không kiên nhẫn thì sẽ hỏng chuyện lớn. Được rồi, tôi có phải Warren Buffett đâu, đừng có nghe tôi. Ai làm việc người nấy, các cậu muốn làm sao thì làm, tôi có việc quan trọng. Tôi phải làm việc quan trọng đây. Lại đây, em yêu. Lại đây. Đừng chạy mà. Em sợ. Em đừng sợ. Anh rất nhẹ nhàng mà. Đưa tay đây cho anh. Anh Lạc, phòng ngủ nhà anh ở đâu? Ở trên tầng. Trên tầng hả? Em yêu, đừng chạy. Em xem, nằm như cái cầu vòm thế kia, em không thấy khó chịu à? Kê càng cao, khả năng đậu thai càng lớn mà. Ừ, phải. Có phải anh nằm mơ cũng muốn được ngủ với người đàn bà khác không? Chiêu này do em nghĩ ra. Anh chỉ phản ứng nhanh, phối hợp với em thôi mà. Lúc nãy anh nghĩ tới ai vậy? Anh nói ra đi, em không giận đâu. Nghĩ tới em ư? Thế sao anh hăng hái kiểu vụng trộm thế? Anh tự tưởng tượng anh là người đàn ông khác. Em biết là anh không nói thật. Thật mà, thật đấy. Nhưng điều đó không ngăn cản em yêu anh. Anh nói thật mà, thật mà. Anh nói thật đấy. Em vẫn muốn nữa sao? Em muốn cái gối nữa. Nhanh lên. Được. Đây. Trịnh Nhĩ uống say, đi thẳng ra khỏi cửa. Bên ngoài là cửa hàng game. Có trò lái xe ô tô. Trịnh Nhĩ ngồi vào đó. Rồi sao? Anh ta bảo đi nhớ, tạm biệt. Sao anh lại đến đây thế? Con thật biết kể chuyện. Anh đến thăm bố. Bố, thăm mẹ nữa. Bố mẹ đã đồng ý cho bọn mình kết hôn rồi. Bố mẹ đừng nghe anh ta dụ dỗ. Chiều nay mẹ anh ta đã đến công ty tìm con. Cái gì? Nó bảo mẹ con đến tìm nó. Em nói sao? Định dùng 100.000 tệ mua chuộc em. 100.000 ư? Để làm gì? Bà ấy muốn mua con làm con dâu à? Mua chuộc con để con rời xa con trai bà ấy. Cái gì? Đó là lời một con người có thể nói ra ư? Đúng vậy. Thời buổi này 100.000 tệ thì mua được gì? Định đuổi ăn xin à? Không phải đâu. Không cưới nữa. Hạ Băng, không cưới nữa. Đừng. Tôi nói cho cậu biết, đứa trẻ được sinh ra, dù nhà họ Hạ chúng tôi phải tự nuôi cũng không thể gả Hạ Băng vào gia đình như vậy. Thế mà cậu bảo mẹ cậu là thành phần tri thức, có học hành. Dân thường chúng tôi cũng không thể nói ra những lời như vậy, không thể làm những chuyện lợi mình hại người như vậy. Nguyên bảo, đây, cậu đem hết những thứ này về đi. Không, mang về hết đi. Bố mẹ nào? Là cô, là chú. Thôi được, cô chú. Vợ là cháu muốn lấy, không phải mẹ cháu lấy. Cháu nói gì, mẹ cháu cũng phải nghe ý kiến của cháu, đúng không? Hơn nữa, liệu có phải em nghe nhầm không? Anh về hỏi mẹ anh đi, sẽ biết ngay em có nghe nhầm không. Được, anh sẽ hỏi. Không, cậu nói xem. 100.000 sao bái có thể nói ra số tiền đó chứ? Xin lỗi, cháu xin lỗi. Nếu mẹ cháu nói ra lời nào không phải,
khiến mọi người khó chịu. Cháu xin thay mặt mẹ cháu xin lỗi. Không được, tôi phải đi cùng cậu. Tôi sẽ đi cùng cậu. Mẹ, mẹ không được đi. Mẹ mà đi bái lại tưởng con quan tâm lắm. Mẹ thật là... Hạ Băng nói có lý. Tôi không thể đi. Tôi mà đi bái lại tưởng chúng tôi lại lục bái, mẹ cậu sẽ đắc ý. Tôi không đi được. Phải phải, bà bớt giận đi. Đừng tức giận, tức giận sẽ hại gan. Em đừng tức giận, tức giận sẽ làm tổn thương tình cảm. Em chăm sóc cô chú nhé. Cháu xin phép về đã. Bà đừng tức giận. Hạ Băng. Nghe mẹ nói đây. Con không phải lo. Có mẹ đây rồi. Từ ngày hôm nay, mẹ sẽ không đi múa nữa. Mẹ sẽ lo việc này cho con. Mẹ không đi múa nữa. Không đi nữa. Vậy bố mẹ lo bữa tối giúp con đi đã. Con đói rồi. Mau chuẩn bị cơm tối cho nó đi. Nó đói rồi. Thật là không còn luân thường đạo lý gì. Chuyện này may mà thời nay, chứ thời xưa thì không biết sẽ mất mặt đến mức nào. Còn Tiên Tiên nhà tôi dạy dỗ cẩn thận. Chuyện thế này đánh chết nó cũng không dám làm. Cô không biết bọn trẻ bây giờ suy nghĩ thế nào đâu. Hôm nay tôi đã chuẩn bị, còn mang theo cả tiền trong túi. Thế mà cô đoán xem, nó lại không nhận. Cô bảo, rốt cuộc nó muốn gì? Nó giả vờ đấy thôi, chắc chắn là nó muốn tiền. Chị bị lừa rồi. Tôi thấy chị với Nguyên Bảo cộng lại cũng không đối phó nổi con bé từng trải ngoài xã hội này rồi. Con về rồi à? Mẹ vào đây, hai mẹ con mình nói chuyện. Sao thế? Cô Lý có phải người ngoài đâu, phải. Cô Lý cô ngồi chơi nhé. Không sao, chuyện trong nhà hai mẹ con cứ nói chuyện đi. Sao vậy? Mẹ đã gặp Hạ Băng à? Mẹ đã nói gì với cô ấy? Con cũng biết dự định của mẹ rồi mà. Mẹ muốn thương lượng với nó chuyện của hai đứa con. Mẹ đã đưa tiền cho cô ấy. Sao mẹ lại làm vậy? Con gây họa, làm khổ con gái nhà người ta. Mẹ lại không có kinh nghiệm nên đưa cho nó ít tiền để bù đắp cũng là ý tốt thôi. Sao lại bù đắp? Mẹ bù đắp cái gì? Thì trong phim người ta vẫn làm thế mà. Mẹ đừng xem mấy cái phim rác ấy nữa được không? Khó khăn lắm con mới thuyết phục được bố mẹ cô ấy đồng ý gả con gái cho con. Mẹ định bù đắp thế nào? Mẹ định bảo người ta bỏ đứa con đi rồi ai đi đường đấy à? Mẹ không có ý đó. Không có thế nào? Tự nó bảo không muốn đấy chứ. Con sao vậy? Không sao. Nguyên Bảo, mẹ con cháu nói chuyện cô nghe thấy cả rồi. Mẹ cháu có mỗi một đứa con trai là cháu. Bái không nghĩ cho cháu thì nghĩ cho ai? Cháu đúng là bị người ta kích động rồi. Rốt cuộc nó đã nói gì với con? Mẹ thấy hôm nay mẹ với nó nói chuyện rất thoải mái. Nếu nó hai mặt như vậy thì sau này mẹ không nói chuyện nổi với nó nữa. Con không quan tâm mẹ nói gì. Có phải mẹ đưa tiền cho cô ấy không? Con sao vậy? Cháu thấy không? Con bé ấy đã bắt đầu chia rẽ mẹ con cháu rồi đấy. Chuyện này chắc chắn có người xúi. Tôi thấy nhà đó chắc cũng chẳng tử tế gì. Sao thế Bảo? Con bị nôn à? Sao bác sĩ không nói gì ạ? Nếu bệnh nghiêm trọng cũng không sao, bác sĩ cứ nói với tôi là được. Còn nếu không có vấn đề gì, phiền bác nói với bà lão ngoài kia. Đó là mẹ tôi, đừng làm bái sợ. Nhưng tôi không phát hiện ra vấn đề gì. Vậy tôi không thể vô duyên vô cớ mà nôn thế được. Tôi sắp làm bố rồi, tôi mà mắc phải bệnh nan y gì đó thì biết làm sao. Vợ anh có bầu à? Vợ, à vâng, vừa có. Vừa có, vâng. Vậy cậu sang khoa nội tiết hỏi xem. Khoa nội tiết ư? Đúng. Tôi đúng, tại sao? Vì tôi nghi ngờ cậu mắc hội chứng nghén theo vợ. Thường khi phụ nữ mang thai, hormone trong cơ thể có sự thay đổi, tác động đến người xung quanh, gây ra hiện tượng phản ứng tương tự mang thai. Nói như vậy là cô ấy mang thai, cô ấy nôn, tôi cũng bị nôn theo à? Có thể nói như vậy. Vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Em không nôn mà anh lại nôn. Sao lại có kiểu bệnh đó? Ai mà biết được. Tình hình bây giờ như thế. Em nôn, anh nôn theo. Em không nôn, anh nôn thay em. Hạ Băng à, tình cảm của anh được chứng giám rồi đấy nhá. Hôm nay anh đã phê bình mẹ anh rồi. Anh bảo mẹ làm thế không được. Sao có thể làm vậy chứ? Mẹ anh đã xin lỗi anh. Mẹ anh bảo không chỉ xin lỗi anh mà xin lỗi cả Hạ Băng nữa. Mẹ anh bảo sẽ tìm cơ hội xin lỗi cả bố mẹ em. Nếu mẹ anh làm em không vui, anh bảo đảm mẹ anh sẽ không nặng nhẹ nữa. Mẹ anh sẽ rút lại mọi thành kiến về em. Cho dù công việc làm em không vui, anh xin hứa sẽ nuôi em cả đời. Chuyện này làm sao mà hứa được? Năm ngoái em đi dự 4 cái đám cưới, giờ chỉ còn một đôi duy nhất chưa ly hôn, nhưng cãi nhau như cơm bữa. Em không dám chắc mẹ anh có thay đổi cách nhìn về em không? Em không dám chắc dăm 3 năm nữa anh có còn tốt với em nữa không? Em cũng không chắc về em liệu sinh con xong có biến thành mẹ sề hay ca thán không? Bây giờ em chỉ chắc chắn một điều, đó là em đi làm, thăng tiến, sau đó đi hát, đi nhảy, càng ngày càng chăm sóc mình tốt hơn. Nếu anh là em, anh sẽ chọn điều gì? Chắc chắn anh sẽ lựa chọn tin vào Nguyên Bảo, vừa đẹp trai, vừa tốt bụng. Lấy gì để tin anh chứ? Nhất định anh sẽ làm cho em tin. Em đừng giận nữa. Chúng ta mau tổ chức đám cưới đi. Chúng ta sẽ sống cuộc đời yên ổn, được không? Anh có điện thoại. Em nghe giúp anh đi. Alo. Đưa anh. Không biết ai nữa, tắt máy rồi. Tối gọi toàn là quảng cáo, nghe giọng nữ là tắt máy luôn. Em đi tắm đi. Alo, anh đây. Cô ấy đang tắm. Có chuyện gì nói ngắn gọn thôi. Lạc Lạc làm sao? Ai bảo thi không tốt là không đi Hồng Kông được? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em phải làm cho nó tự tin vui vẻ. Sao em không hiểu chứ? Em cứ chỉ chăm chăm để ý chuyện nó thi được mấy điểm, xếp hạng thứ mấy. Em cổ hủ quá. Ai cổ hủ thế? Đợi anh một chút. Các cậu cứ tiếp tục như thế, thần tiên cũng không cứu nổi. Được rồi. Đợi mai mở cửa rồi tính. Được không? Giờ chúng ta cứ tranh cãi cũng chẳng ích gì. Được rồi. Nói chuyện sau nhé. Tạm biệt. Bên quỹ Vân Phong có giám đốc mới, trẻ quá, không biết nghe lời. Sao em vẫn chưa đi tắm? Khăn tắm vẫn ở trong máy sấy. Để anh đi lấy cho. Đi tắm đi. Đợi anh. Bảo, đỡ hơn chưa? Mau dậy ăn đi. Mẹ mua món đậu tương ngọt mà con thích ăn đấy. Con không ăn đâu. Cứ nôn mà không ăn gì được sao? Hay ăn ít cháo? Con không ăn. Cháo cũng không ăn. Vậy ăn sủi cảo nhé. Con không ăn sủi cảo.
Bảo à, con định thế nào? Mau dậy ăn đi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Đừng có bày trò tuyệt thực để dọa mẹ, mẹ nói cho con biết. Con không muốn dọa mẹ. Thực sự là con ăn gì cũng muốn nôn. Bác sĩ cũng chẩn đoán rồi, bảo con bị bệnh thật là hội chứng cùng mang thai. Có chuyện đó thật à? Hạ Băng, đông người xếp hàng thế mà anh vẫn nhìn ra em à? Ngoài em ra đâu có ai mặc váy ngắn, đi giày cao gót như thế này đứng xếp hàng chứ. Lại còn đứng hiên ngang. Nào, sang xếp bên kia đi. Mặc kệ em, anh cứ làm việc của anh đi. Bình thường em ghét nhất bác sĩ giúp người quen chen ngang đấy. Ý anh là tình trạng của em chỉ cần xếp số khám bình thường là được. Hàng này là xếp số khám chuyên gia. Thật à? Xếp hàng lung tung quá. Bảo à, dậy ăn sáng đi con. Mau dậy ăn sáng đi. Bảo, con định cứ thế đi làm à? Mau ăn đi đã. Hay là mang theo? Con có thể giận dỗi với ai, chứ không thể giận dỗi với mẹ như thế. Con bị nôn như thế đều là tại mẹ chọc giận. Ai chọc giận ai hả? Con nói linh tinh gì thế? Ai chọc giận ai? Con thích Hạ Băng, mẹ lại bắt nạt cô ấy. Nói theo cách của bố Hạ Băng là ức chế tích tụ tại gan. Thế là con nôn. Thật là phải trái lẫn lộn. Con tìm gì thế? Mặc kệ con. Rõ là mẹ con bị người ta bắt nạt mà. Ai bắt nạt mẹ? Ai? Dù thế nào thì tất cả những việc mẹ làm đều là vì con. Một mình mẹ nuôi con khôn lớn đâu dễ dàng gì. Nếu mẹ không cẩn thận, mẹ con ta liệu có cuộc sống như hôm nay không? Con biết ngay mẹ lại nói thế mà. Chỉ duy nhất lần này thôi, mẹ làm theo ý con được không? Thôi được rồi, mẹ đồng ý sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ giữa con và Hạ Băng, được không? Ăn đi, nhanh lên. Vậy đợi mẹ suy nghĩ xong rồi con ăn. Cái thằng danh này. Vẫn chưa đến lượt em à? Sao anh lại đến thế? Trên kia xong việc rồi, anh xuống xem em thế nào. Em ổn, anh đi làm đi. Anh xem các cô y tá đều nhìn chúng ta kìa. Người ta liệu có hiểu lầm quan hệ của chúng ta không? Kệ người ta. Cái cô xinh xinh lấy máu đằng kia cứ nhìn anh chằm chằm. À, quen mà. Bạn học của anh ở Anh, cùng về nước, tên là Chu Lệ Diệp. Xin đừng để mình rơi vào tay cô ta. Mời bệnh nhân số 15 đến buồng số 4. Tôi không phải là bạn gái của Bảo Soái, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau. Đây là Hạ Băng mà anh từng kể với em. Đau à? Em mạnh tay thế làm gì? Lấy xong chưa? Giữ lấy. Em giữ vào, đừng xoa. Ra ngoài ngồi đợi để anh đi lấy kết quả xét nghiệm cho. Không cần đâu, em có tay có chân. Anh còn không đi làm, cứ đi theo em kiện đấy. Mẹ Nguyên bảo tôi đây. Tôi đi mua rau, thấy cần tây ngon quá, mua cho chị một ít. Cảm ơn cô.
Tôi thấy Nguyên bảo nhà chị đúng là trúng bùa mê thuốc lú rồi. Mình thì đói xanh mặt ra, lại còn xếp hàng mua lẩu chua cay gì đó cho cô bạn gái lăng nhăng của nó. Ở đâu vậy? Ngay cổng khu mình, cái nhà hàng người Trùng Khánh mở ấy. Sao cô biết nó mua cho bạn gái nó? Tôi hỏi nó. Tôi trông thấy nó tội nghiệp nên bảo hay để cô xếp hàng cho. Nó bảo không cần, vì tôi không biết bạn gái nó ăn bao nhiêu ớt, cần bao nhiêu rau thơm. Nó còn bảo nhiều quá hay ít quá, bạn gái nó đều không ăn. Tôi bảo bên cạnh cũng có một cửa hàng lẩu chua cay, không cần xếp hàng, sao không sang mà mua. Nó bảo bạn gái nó chỉ ăn của hàng này thôi. Cái thằng bé tốt như thế mà bị hành hạ không ra làm sao. Cái thằng danh này bản thân còn chưa ăn sáng. Cô cứ ngồi chơi, tôi phải đi xem thế nào. Vâng. Bảo à, sao mẹ lại ra đây? Con đừng chỉ biết mua cho người ta, con cũng phải ăn đi chứ. Mẹ đừng cằn nhằn nữa. Cái này không mang đến ngay, nguội là ăn mất ngon. Có chuyện gì về nhà nói. Con không ăn thì làm sao đi làm được hả?